Tập 2. Ai kiêu hãnh của ta chứ? Ngươi thật sự là ai? Dương mẫu ta đường đường là một đại nam nhi của đại kim môn. Ta thà chết cũng không để cho ngươi dùng thủ đoạn để cứu ta. Ngươi hãy mau thả người cho ta. Giỏi cho một tên ngu xuẩn. Ngươi tự nhận là anh hùng, coi thường sống chết, nhưng hành động thì lỗ mãng, không có đầu óc gì hết. Nếu như ngươi không thả con ta ra, ngươi chết không chỗ chôn thây. Chỉ cần ngươi thả con gái của ta, ta sẽ thả tên họ Dân kia. Không thể thả hắn đi. Ba tích phụ của con trai Tùng Hiếu ta đều là do người của đại kim môn hại chết. Hôm nay mối thù này ta nhất định phải báo. Đại bố tử, vừa cào đánh khẽ, nếu không mọi người đều không có lợi. Ngươi còn không mau đi. Ta không thèm đi, ta muốn coi thử được khiến thanh danh của đại kim môn bị tổn thất thực sự là ai. Sau khi ngươi thoát hiểm sẽ thấy ta ngay. Cô không mau chạy. Được, ta đi. À, Thanh Bình. Con không sao. Sao lại là ngươi? Tại sao ngươi lại dùng thủ đoạn để cứu ta? Tam đệ, ngươi thật là hồ đồ. Xem ra hai người đúng thật là người của đại kim môn. Hôm nay ta một tên cũng không chừa. Cha, như đây chúng ta hãy bắt tên tiểu tử này trước. Thảo Kinh Pháp, ngừng hết cho ta. Hả? Có nhà đồng ngu xuống này, tại sao lại biết người ta nguy hiểm chứ? Đám lão giang hồ này như chúng tôi lại bị cái đám trẻ này đóng kịch gạt rồi. Tôi không thể thả đi hai cái tên tuổi tử này. Để hắn đi đi. Chỉ cần hắn không làm hại tới con gái của lãnh bảo chủ. Tiểu tử, ngươi không phải muốn đi sao? Ngươi đâu? Kéo người tới đây. Dạ. Thảo tiểu tử, lên đi. Tôi đồ tiếu, coi chuyện tốt cho người làm. Tiểu gì, đuổi theo cho ta. Mọi người không cần nóng lòng, bọn chúng chạy không có thoát đâu. Chúng ta đã thả mùi thơm trên ghế ngựa, như vậy chúng ta có thể đi thẳng vào sau người của đại kim môn. Chúng ta bị ngựa này dụ đi xa rồi. Tiểu tử này thật thông minh, muốn mưu kế đó bị hắn biết. Căng tâm đi, núi này tuy lớn nhưng lối ra rất ít, chỉ cần chúng ta từ từ xét, nhất định sẽ bắt được chúng. Ta thật muốn coi hai tiểu tử này có thể trốn khỏi lòng bàn tay của lão nương không. Nói với các công tiễn thủ, thủ hết tất cả sơn khẩu. Những người còn ở lại chia hai đường lục núi. Đi.
được đi theo tình yêu, cùng hắn đồng sinh đồng tử. Con gái không thể ở bên cạnh của cha, mong cha hãy bảo trọng. Nữ nhi bất hiếu, thanh xuân bái thượng. Tỷ tỷ, tỷ đã đi tìm tình yêu thật của mình. Về tình yêu của muội đang ở đâu đây? Sư phụ, trung thủ có tìm thấy họ không? Vẫn không có rớt gì cả và tạm cả. Chúng ta không thể đợi nữa. Nếu như người của Ngũ Phúc tìm tới đây, chỉ sợ Đại Kỳ Môn khó bảo toàn. Đại ca, có cần phải và đại tử Kỳ Môn đi tìm vậy không hả? Nếu như bọn chúng không có bị gì, thì dĩ nhiên sẽ trở về quan ngoại. Nếu như ta phái người, sợ cứu không nổi chúng, ngược lại tổn thất càng lớn. Đại ca nói cũng đúng. Bây giờ đại tử Đại Kỳ Môn bị tiêu hao, bảo toàn thực lực quan trọng hơn. Nhưng mà không lẽ bỏ lại Tịnh Nhi với Tường Nhi vậy sao? Ta chỉ là bất đắc dĩ thôi. Đệ tử Đại Kỳ Môn nghe lệnh. Dạ. Dạ. Chúng ta thức tốc về quan trại, trung chỉnh chống kỳ, mua đồ một ngày phúc tu. Dạ. Dạ. Bọn trẻ tuổi thật là giảo quyệt. Đáng tiếc đối thủ các ngươi có một tư đồ tiểu. Ngươi đã biết trước, ngươi sẽ không lọt vào sự tính toán của họ đâu. Ngươi khẳng định sẽ đi ngược đường. Ngươi bây giờ đã sức mộng lực kiệt, bạn đồng hành của ngươi đã bị thương. Hãy ngoan ngoãn mà coi ta đây. Ngươi đợi một chút. Giở trò gì nữa đây? Ta vì ngươi không thù oán, ta sẽ phép anh vậy. Ngươi và ta thật là không thù không oán, nhưng ngươi là đệ tử Đại Kỳ Môn. Được, hôm nay nếu như ngươi không giết ta, ta sẽ bán ngươi làm sự. Sau này ta có thể đưa ngươi đi tìm tung tích của Đại Kỳ Môn, hoặc là có thể đưa ngươi đi tìm bảo tàng của Đại Kỳ Môn đó. Bảo tàng? Ngươi là muốn giở trò gì nữa đây? Người trong giang hồ ai cũng biết Đại Kỳ Môn của chúng tôi có bảo tàng. Hợp tất lưỡng lợi, phân tất lưỡng bại, cho nên không tiện ngươi. Vậy được, bây giờ ngươi quỳ xuống bãi ta làm sư. Ta chỉ được phải cứu sư đệ, giữ lại tính mạng báo thù phiết hận. Hôm nay chỉ là lại hắn một lại, có nhận cái gì đâu. Lại thì lại. Đồ nhi thiếu trong đường, xin bày kiến sư phụ. Tốt, tốt. Đây, còn hắn thì sao? Bây giờ hắn thần trí không rõ, đợi sự hắn tỉnh rồi mới tính đi. Thiết trung đường, ngươi là tên cẩu nông tài du sĩ. Ngươi tưởng là ta không có nhìn thấy gì hết hay sao? Tam đệ, ai là tam đệ của ngươi? Ta sống là người của Đại Kim Môn, chết cũng là quỷ của Đại Kim Môn. Còn ngươi, ngươi là cái thứ phản đồ của Đại Kim Môn. Đồ thứ phản đồ. Ngươi. Chuyện này là như thế nào? Hắn có chút thần trí bất tỉnh. Được rồi, nếu như thần trí bất tỉnh, không cần cũng được. Khoan đã. Sư phụ à, nếu như muốn giết hắn, tôi sợ sẽ là bẩn tay của ông đó. Chuyện nhỏ này giao cho người để làm đi. Được. Nè, người nhà, đúng là tôi không biết tốt xấu mà. Hôm nay là tự ngươi đi tìm cái chết. Ta sẽ thành toàn cho ngươi mà. Nhà
chứ. Tam đệ, đứng lại. Chạy đâu? Ta thiết trung đường đại kỳ môn, đâu phải cái thứ đồ tham sống sợ chết. Chết cơ tử, mai cho ta. Người không nói rõ với ta, làm sao có thể đi theo người? 10 năm trước, tiền bối thiết nghị cha công tử đã từng cứu một người tên Triệu Triệt Cương, đó chính là ta. Ta tuy là một kẻ thô tục, nhưng không hề quên đi đại nhân cứu mạng. Chỉ đáng tiếc, ta không biết đã tiền bối đi đâu. Ta chỉ có thể gì hậu nhân của mấy, cần chút tâm lực bình thường. Công tử, đi đi. Không, Triệu Bình nè, người dẫn quân địch ta đi trước đi, ta là đoạn hậu. Công tử, chưa dịch phải liều mạng, cũng phải dẫn các người đi. Nếu mà như vậy, mà chúng ta không sống mất mạng đó thôi. Người đi trước đi, ta là giúp các người cản trở Triệu Bình. Công tử, đi đừng nói gì đi. Nếu như còn cách đi, chỉ Triệu Kỳ Cương, cứ ở đi cùng gia đình. Triệu Bình nè, ta biết người là người ân quán phương mình. Sao người có thể khiến cho một người như ta là bất nhân bất nghĩa được chứ? Ta từ nhỏ đã mang nặng đỡ ơn của đại dương cha, ta phải giữ mạng sống của hắn. Bây giờ nghe ta đi. Triệu huynh nè, người cứu hắn một mạng coi như cứu ta một mạng. Gia phụ với của tuyền cũng sẽ cảm kích bất lận đó. Ta đem tính mạng của huynh đệ giao cho người. Triệu huynh nè, mau đi đi. Triệu huynh, người nghe đây. Nếu như người không đi, ta chết trước mặt các người đó. Ta không nghe trên đời có một thứ quyết tâm như công tử đi. Được, công tử bảo trọng. Thần thủ đã thiết. Như đệ, ngươi đang làm, mau, cho ta vào đi. Được. Mau về nhà. Cha nuôi, xảy ra chuyện gì? Đây là nghĩa đệ của con trai của Nhân Tàu, là người của Đạt Kim Môn. Bây giờ đang bị người của Ngô Phú Lương mình truy sát, các người phải nhất định chăm sóc tốt chắn. Ta phải lập tức qua gì đó. Tại sao nóng lòng như vậy? Con trai của anh ta đã bị truy sát đó, ta cần phải giải cứu hắn. Đại ca, Hạ Y, mạng người này nhờ các người lo cho. An tâm đi, cũng người là quan trọng. Thanh niên này bị thương không nhẹ. Hạ Y, con rửa sạch rồi băng bó vết thương lại cho hắn. Ta đi lấy thuốc. Ha. Thôi, con người chạy đi đâu?
từ đồ tiêu. Ngươi bây giờ càng lúc càng có tiến triển. Lão thần cần phải nhìn ngươi với cặp mắt khác. Ngươi hiệu xưng là quân sư của Ngũ Phúc Liên Minh chúng tôi, mà lại bị một tiểu tử nhóc còn ám toán. Ngươi thật đúng là thần cơ dự toán. Thần đại tỷ, bà thân đã trải qua bách chiến, không phải cũng bị thua hắn hay sao? Nếu không phải có Tôn Hiếu Hiền Điệt ở bên cạnh, nói không chừng bà đã bị như thế nào rồi. Lệnh bảo chủ, Tư đạo sĩ, Tịnh đại nương, các người trở về thật quá sớm, không biết có thu hoạch gì không? Thu hoạch không thiệt thòi đó là không tệ rồi. Hôm nay chúng tôi cũng có uổng công, đã làm hạ cân dặn cho mọi người. Chúng tôi đã theo đuổi tên tiểu tử đó cho tới triều núi. Tiểu tử đó thật là liều, hắn muốn liều mạng với chúng tôi. Theo như tôi thấy, những chiêu thuật của hắn không là gì đối với chúng ta. Đại ca đã dùng một trường đánh hắn rớt xuống núi. Ta thấy tiểu tử đó nhất định đã thân xác nát dùng, tuyệt đối không có nào sống sót. Nói như vậy, tiểu tử đó chết rồi. Coi như đã trừ được một kẻ thù. Từ đồ tiêu, lần này họ coi như báo thù cho ngươi rồi. Lần này tự xung sát với đại kỳ môn liên quan tới sống chết, nhưng mà tịch lịch quả của tịch lịch đường lại không tới. Hắn thiệt không nói nghĩa khí. Có một ngày lão thường gặp được hắn, ta nhất định phải bắt hắn cho ta một lời giải thích. Tịch lịch quả lâu nay từ tới từ đi không muốn bị ràng buộc. Ta thấy Tịnh đại nương cũng không làm gì được hắn đâu. Nếu nói không muốn ràng buộc, hai người con gái của người là không muốn bị ràng buộc nhất. Lại ám thần với đệ tử của đại kỳ môn, bây giờ thì tốt rồi, cả bốn người cũng không thấy nữa. Nhưng mà người mất đi một đứa con gái, lại có được một nữ tế của đại kỳ môn. Ê, người sắp lòng ngoại công được phải không? Chuyện gì không nhắc là nhắc tới chuyện này. Trải qua sự truy sát lần này, đã đánh tới đại kỳ môn tơi bời qua lá, người ngợm điêu linh rồi. Cho dù nhà đầu đó của người có sanh thêm vài đứa con trai cho đại kỳ môn, cũng không có đáng lo ngại. Mẹ, thế nào, mẹ không thể nói chuyện hay sao? Làm quân sư như ta cũng hết kế rồi, mệt chết được. Ta cáo từ trước nha. Ở đây cũng thì là buồn tẻ. Hiếu Nhi, chúng ta cũng đi đi. Đại ca, chúng tôi cũng cáo từ.
vào trong thâm cốc này. Ta bị người ta truy sát, mới rớt xuống núi này. Ta thì không ngờ là ta vẫn còn sống. Kẻ thù, tại sao lại truy sát ngươi chứ? Cô nương à, cô tên là gì? Có thể nói cho ta biết không? Ở đây là nơi nào vậy? Ta tên là Thủy Linh Quang. Ta từ nhỏ đã lớn khôn ở đây, đã sống ở chỗ này. Ta không biết. Ta không biết ở đây là chỗ nào hết á. Cô thật ở đây sao? Nơi này hoang dã như vậy, tại sao cô không rời khỏi? Tìm không được con đường để lên núi. Ta nghĩ chỉ có đám chim mới có thể bay lên được thôi. Không lẽ lâu này cô không phải đi ra thế giới bên ngoài? Ta không biết thế giới bên ở bên kia là như thế nào nữa. Nếu ta được lên trên đó coi thử thì chắc là tốt. Linh Nhi, sao con không về nấu cơm? Hỏng rồi, ta đã quên nấu cơm. Mẹ ta đang tìm ta. Ngươi đừng có đi nha. Ta nhất định trở lại thăm ngươi. Cô là ai? Cô là người của Hàng Phong Bảo. Ai thèm uống thuốc thối của các ngươi chứ? Đám người hổ phúc đáng chết như các ngươi. Thầy, thầy uống thuốc chưa? Thầy, người trẻ tuổi này là nghĩa phụ của cô gửi thác cho chúng ta. Hắn là nghĩa đệ của ân nhân hắn. Hắn đã căn dặn nhiều lần là phải chăm sóc tốt cho người ta. Cô đừng có suốt ngày cứ lạnh băng. Người ta nhìn thấy còn tưởng là cô có ý gì với hắn. Tôi chỉ tốt với ông già cha nuôi, còn người khác đừng có hòng. Nè, sư phụ, lão nhân gia ông đi nghỉ chút được không? Mấy món này không phải là bình khí khó làm, ông cần gì phải chính mình ra tay. Những món này tuy là không khó làm nhưng mà số lượng quá lớn. Hàng Phong Bảo là đầu quá gắt, chắc không ra tay sẽ hỏng đi chuyện người ta. Chúng ta đã làm ăn nhiều năm với Hàng Phong Bảo, xưa nay chưa bị trẻ hàng kỳ, như vậy chuyện như thuốc của người cũng sẽ mất mặt.
họ có liên hệ gì tới Hàng Phong Bảo không? Ta cần nghĩ biện pháp trốn khỏi nơi này. Tìm được tiểu ăn công chưa? Ê, tìm hết nước ngay rồi, nhất chưa có thấy hắn. Không biết là có chuyện gì không nữa. Ê, còn tiểu đệ có ăn công đâu? Hay, mới vừa cho hắn uống thuốc, có lại ngủ rồi. Để tôi dọc coi. Người đâu? Đại ca, hắn đâu rồi? Chuyện gì? Hắn nhất định trốn từ cái chỗ này. Đúng rồi, cấm nơi đang truy sát hắn. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, ta làm sao nói chuyện nhân công của ta được? Tướng cầm đó làm hảo hán đỉnh thiên lập địa trong nghĩa khí. Hắn đã căng giận, nhất định phải chăm sóc tốt nghĩa đệ của hắn. Bất luận thế nào đi nữa, chúng ta phải tìm hắn về đây. Đang tâm đi hiện đại, hắn bị thương rất nặng, không thể nào đi qua xa. Bây giờ ta sẽ dẫn hết người đi tìm hắn. Sư phụ, không phát hiện được tung tích của hắn. Trên người hắn bị thương không nhẹ, chắc là không đi được xa. Chúng ta cả một người bị thương cũng coi không nổi, còn ít lời gì. Đi, tiếp tục tìm. Đi đi, mở lên. Đi. Cô nương, ta không phải là người xấu. Ta họ Dân, ta bị lạc đường, cho nên ta đã bị lọt xuống chân núi, cho nên đã bị thương. Cô nương, có thể cho ta đi chung một chuyến không? Phu nhân, có một người đang bị thương, năn nỉ chúng ta cho hắn quá vào một đoạn. Mẫn Nhi, cho hắn lên xe. Phu nhân, chúng tôi kêu ngươi lên xe. Cảm ơn. Anh ta đợi gì? Phu nhân, có một đám mã đội đang kéo tới. Là ai? Có chuyện gì không? Ta là thiết trận võ Chấn Hùng trong thôn này. Xin hỏi thế nào nhưng không làm thợ thiết nữa, đổi người đi làm tuần tặc hay sao? Điêu phụ từ đâu tới đây mà nói chuyện vô lễ như vậy? Phu nhân, thật là xin lỗi. Tôi đang đi tìm một người đồng hương, chúng tôi qua đó tìm. Đi. Chuyện rồi. Ta họ Ôn, tên Ôn Đại Đại. Ôn cô nương, tha
thứ cho tại hạ dư lễ. Ta công tử không phải thấy bị thương chứ? Ngươi không cần ẩn giấu nữa, giang hồ phục huy của hùng đó là chuyện nên làm. Huống hồ công tử là bị thương. Ta bị gia thù truy sát. Tại sao cô lại biết ta họ Dân? Khi nãy công tử tự xưng họ Dân, không lẽ quên rồi sao? Công tử Mẫn Nhi, công tử bị thương rất nặng, hãy trị liệu đi. Lão già về rồi hả? Tính làm sao đây? Không cho lão già thấy được hắn, nếu không chúng ta sẽ bị uổng công. Canh chừng hắn đi, ta đi ứng phó với lão già. Hay giờ lão già không phải ông tới Hàng Phong Bảo uống tiệc thọ sao? Sao mà về nhanh vậy? Bà ta không muốn ta về nữa phải không? Hay là, sao lại như vậy? Chuyện gì đó lão gia, ông bị thương à? Thương thế như vậy không có đáng ngại, chỉ đáng tiếc là uổng phí hết một đêm, lại để cho người của Đại Kim Môn bỏ trốn, không có bắt được tên nào, không có biết được cái ổ của chúng lại nhổ cỏ tận gốc.